Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 17 tháng 8. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 17 tháng 8 năm 1441 là ngày sinh của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh. Ông còn là nhà toán học, nhà Phật học và nhà thơ người Việt Nam. Cũng vào ngày này năm 1943 là ngày sinh của Robert De Niro, nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ông nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm hai giải Oscar, một giải Quả Cầu Vàng, giải Cecil B. DeMille và một giải thưởng thành tựu cuộc sống của tổ chức diễn viên màn ảnh. Cũng vào ngày này năm 1944 là ngày sinh của Larry Ellison, nam doanh nhân người Mỹ, ông đồng sáng lập tập đoàn Oracle. Thierry Henry, anh sinh ngày 17 tháng 8 năm 1977, anh là cầu thủ bóng đá người Pháp. Anh được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Henry có được nhiều thành công cùng đội tuyển Pháp, giành chức vô địch FIFA World Cup năm 1998, UEFA Euro năm 2000 và FIFA Confederation Cup năm 2003. Anh được vinh danh là cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm với kỷ lục 5 lần. Lil Pump, nam ca sĩ, người viết nhạc và nhà sản xuất đĩa nhạc người Mỹ, anh sinh ngày 17 tháng 8 năm 2000. Sự kiện: ngày 17 tháng 8 năm 1807, tàu hơi nước North River của Robert Fulton rời thành phố New York đến Albany, New York trên sông Hudson, khánh thành dịch vụ tàu hơi nước thương mại đầu tiên trên thế giới. Cũng vào ngày này năm 1945, tiểu thuyết Trại Súc Vật của George Orwell được xuất bản lần đầu tiên. Tàu phá băng Attica của Liên Xô trở thành tàu nổi đầu tiên đến Bắc Cực vào ngày 17 tháng 8 năm 1977. Cũng vào ngày 17 tháng 8 năm 1978, Triple Eagle II trở thành khinh khí cầu đầu tiên vượt Đại Tây Dương khi khởi hành từ Isle of Man, Hoa Kỳ và hạ cánh sau 137 giờ bay tại Missouri, Pháp, gần Paris.